My name is Nancy Bowie. Today is February 27, 2011. I am at the Saigon radio station, and I'm going to interview Miss Pham Tuyet. This is a part of the Vietnamese American Heritage Foundation 500 Oral History Project. Xin bà có thể cho biết tên bà là gì và sinh trưởng ở đâu ạ? Tôi là Phạm Tuyết Mai, tôi sinh ở Nam Định. Thưa bà, Nam Định là của Việt Nam ở Bắc phần phải không ạ? Vâng, Nam Định là thuộc một thành phố, là một tỉnh của người Bắc. Rồi bà đã sinh sống ở ngoài Bắc, những cái vùng đất nào ngoài Bắc ạ? Khi tôi được sinh ra thì là Nam Định, nhưng mà quả là hồi đó còn quá nhỏ cho nên không có một cái hình ảnh nào ở miền đó hết. Mà cái hình ảnh mà tôi nhớ, bắt đầu nhớ nhưng mà rồi cũng quên nhiều lắm, là ở Phú Lý, là nơi cậu tôi, cậu là gọi là bố đó, gọi là cậu tôi làm việc ở đấy. Sau đó thì là về quê ở Phú Lý thì cũng thuộc vào vào quê ở bên tỉnh gọi là ở Hà Nam, Phú Lý đó, thì Phú Lý cách Hà Nội 75 cây số. Thưa bà, Phú Lý là một cái danh địa danh rất là nổi tiếng suốt trong thời chiến tranh Việt Nam đó. Dạ, cũng có những cái cuộc không kích oanh tạc vân vân. Nhưng mà cái thuở bà đó thì bà có những cái kỷ niệm gì đặc biệt không? Thời thơ ấu với Phủ Lý với bà thì có cái gì đặc biệt không ạ? Hồi tôi sống thì ở đấy thì cái thời tôi chỉ nhớ là thời Thanh Bình đó, thì cứ tung tăng chạy theo anh chị hoặc là người làm, tay thì cầm con búp bê đại khái như vậy thôi đó. Rồi đến có thời thì bị bỏ bom thì cả gia đình chạy sang cái nhà thờ ở đằng trước cái hồ, bên kia hồ, nhà bên đây hồ, thì chạy sang nhà thờ lớn lắm, và bên kia hồ là trốn ở trong đó, đại khái như vậy. Thì tôi chỉ còn nhớ là cái nhà thì có cái sân sỏi trắng, ở đằng trước là cái hồ chung, hồ lớn của công cộng đó. Đó là cái thời gian còn nhỏ. Rồi sau đó thì chạy về những cái vùng ở miền quê. Tôi chỉ nhớ là ở vùng quê thì gia đình cậu mợ tôi có một cái trang trại. Cái trang trại lớn lắm. Lớn là vì học trò của anh tôi đứng ở đầu trại này mà hú gọi nhau xem có nghe được không. Một người đứng đầu kia, một đằng đứng đầu này hú nhau, không nghe thấy. Cái trại đó thì ở ven sông, thành thử ra rồi bên kia sông ấy lại là núi, thành thử ra cái phong cảnh nó thật là đẹp và thanh bình, thật là đẹp và thanh bình. Mà nãy em bà nói bỏ bom thì ai bỏ bom ạ? Tôi còn bé đó, thì tôi chỉ nhớ là Pháp bỏ bom thì phải, Pháp bỏ bom. Dạ, vì bên cạnh nhà tôi là cái trại lính của Nhật đó mà. Pháp bỏ bom. Và cái cuộc chiến đó phải là cái thời đó có phải là bên Việt Minh họ nổi dậy hay là sau đó đó? Thì Việt Minh nổi dậy, tại là vì cái phần vì tôi còn nhỏ, phần vì cái trí nhớ bây giờ mất nhiều lắm cho nên nhớ lõm bõm. Có thể là không có đúng cái thời gian tính. Thế nhưng mà tôi chỉ nhớ là ở Phủ Lý, xong rồi có một lần tôi thấy bao nhiêu người đua nhau mà chạy. Sau đó thì anh tôi, bố tôi tham gia vào kháng chiến chống lại Pháp. Và vì thế là gia đình move out, sống ở cái miền xa xôi chứ không còn ở thành thị. Đó. Thì trong cái thời gian sống ở xa xôi thì cũng có lúc mà, tức là ở trong cái trang trại đó thì chúng tôi có good time ở đấy. Có nhiều kỷ niệm. Ví dụ như là trong bố tôi cho làm một cái thuyền,
khá lớn. Thế xong rồi cứ những cái đêm mà trăng đẹp đó là cụ cho cả nhà trèo lên cái thuyền đó, rồi cho người 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 nhà người làm trèo từ đầu làng đến cuối làng, là tụi anh em tụi tôi hát om cả dòng sông như thế này này. Đại khái đó là những cái kỷ niệm mà tôi nhớ ở vùng quê, cũng như là có những cái lúc mà tôi theo người ta sang bên kia bờ sông thì tôi cứ chạy theo đám trẻ ở trong làng đó, chạy đi vào cái suối ở trong đó, rồi lội trong cái suối, rồi nhìn thấy cái lũ cá nhỏ xíu tung tăng ở dưới, chân thì lùa dưới nước mắt lạnh. Đó là những cái kỷ niệm mà tôi thấy không quên, không quên được. Lúc đó là bà bao nhiêu tuổi cơ? Thật tình mà nói thì tôi chắc là khoảng 6-7 tuổi gì đó, 4-5-6-7 tuổi. Cái thời gian đó tôi không nhớ được cái thời gian, không nhớ rõ được thời gian. Vâng. Lúc đó có những cái lễ hội gì đặc biệt ở trong những ngày tháng đó mà bà... Tôi cũng không nhớ rõ lắm, nhưng mà của family thì tôi chỉ nhớ là bố tôi làm việc ở sở kho bạc, thì lâu lâu cụ lại đem một lô bạn bè về đi săn. Đó, đi săn. Săn cái gì? Săn qua đêm. Khi thì thường thường thì được sơn dương, sơn dương, rồi nai, rồi những con nhỏ nhỏ như thỏ. Và tôi nhớ cậu tôi kể một cái chuyện này là ông cậu của tôi, tức là ông đó là em ruột của bà nội tôi, thì cụ bị cái bệnh nhức đầu, người ta gọi là thiên đầu phong, tức là chắc là migraine hết ấy, nó cứ nửa đầu nó đau. Thì cụ nói là cụ ăn cái ốc khỉ đó là cụ khỏi. Thế thì bố tôi mới một lần đi săn, mới nhìn xa xa thấy có khỉ thì là cụ nhằm cụ bắn. Đến khi thấy con khỉ đâu mất, mọi người mới ùa lại tìm, thì lúc bây giờ con khỉ thấy nó đang vắt sữa cho con. Thưa bà, từ đó giờ đi là cụ không bao giờ săn khỉ. Thưa bà, thì bà có dịp trở về thăm quê hương lại những năm gần đây không? Dạ, thưa năm 1998 thì tôi về. Là vì như thế này, tôi làm cho cái hãng mà có contract với NASA, thì tôi làm được cái nó của người ta cho chỗ làm mà có tính cách secure. Thế nhưng mà vì tôi không thể không đi được, bởi vậy cho nên trước khi đi về là tôi cũng phải có cái security briefing tùm lum của hãng. Thế nhưng mà là vì trong có hơn 4 năm trời thì tôi có 3 cái tăng đau đớn nhất của một người đàn bà. Nghĩa là hồi đầu là nhà tôi mất, 3 năm sau thì thằng con út, rồi 1 năm sau nữa thì bà mẹ. Thành ra bị cái gần như là bị emotional depressed. Đến độ mà đi hết bác sĩ này, bác sĩ kia, họ chữa cũng không khỏi cái bệnh nhức đầu. Về sau là bác sĩ mới bảo bây giờ cái bệnh này chỉ có thể tự bà và chữa được thôi. Phải đi đâu đó, phải tìm một cái gì làm mình thích để cho mình đỡ phải đau đầu. Thì vì thế cho nên tôi mới năn nỉ bà chị tôi là thôi bây giờ chị, nếu chị muốn cho em sống thì chị chịu khó đi với em, đi về thăm mộ của cậu. Là khi ông bố tôi bị bắn chết là ở cái làng mà hồi xưa nhà có cái trang trại đó. Là vì khi bà, trước khi bà mẹ tôi mất năm 1998 thì ý cụ muốn là sẽ có lần đưa tôi về quê để còn nhận những người ở lại, không có mấy chục năm là không ai biết ai, là bố tôi lại nằm ở đấy. Thế là đưa, là đó là lần đầu tiên tôi về thăm quê hương. Thì việc đầu tiên là tôi đi một dọc ở làng xem nó như thế nào, thì mọi sự thay đổi hết. Tôi còn nhớ là ngày còn bé tôi đi ở trong cái con đường làng với người lớn đó, thì cái mùi hoa bưởi nó thơm mát ở dọc đường, rồi hàng cau, rồi nhà nào cũng có sân, có hàng dậu, đời sống thôn quê rất là thanh bình. Nhưng mà đến khi tôi về đó thì mọi sự nó thay đổi hết. Nhà cửa rêu phong, chẳng còn sân có nhà người ta, chẳng có cửa nữa. Rồi tất cả những cái hình ảnh đẹp ở trong đầu tôi không còn nữa.
Đến khi mà tôi mới theo một đứa cháu sang sông để đi tìm lại cái chỗ mà hang đá có dòng nước chảy ra đó, mà ngày xưa tôi rất thích đó, thì bây giờ họ phá đá, phá núi để làm đá. Cho nên cái hang đó nó bị chặn, chặn mất, và cái lạch nước nó chỉ còn ra rất là nhỏ. Đối với tôi có thể nói tôi buồn ngẩn ngơ, đứng ngắm như là một bức tranh lụa đẹp mà nó bị một cái vết vá, không bao giờ có thể vá lành được. Tất cả những cái kỷ niệm ngày thơ ấu nó đều theo thời gian đi mất rồi. Và ở ngoài Bắc như vậy là cái cuộc di cư năm 54 đó, bà có kỷ niệm nào không? Bà có thể nói về cái hành trình của ngày đó và bà những cái gì bà còn nhớ về cuộc di cư năm 54? Trong cái di cư 54 đó thì tôi 15 tuổi. Thì khi mà nói sơ qua là khi mà năm 1948 thì gia đình tôi còn ở hậu phương. Tại vì khi bố tôi đi để mà chống Pháp đó, thì cụ cũng như tất cả bao nhiêu nhà yêu nước khác không biết đó là cộng sản, cho nên chỉ là vào theo một lòng yêu nước để theo tất cả như các thanh niên trẻ hồi đó để mà ra giúp nước. Đến khi cậu tôi thì trước làm thời Pháp thuộc á, thì cậu tôi làm ở Sở Kho Bạc, cho nên khi đi ra làm với chính quyền Việt Minh đó, thì cậu tôi là thanh tra toàn quốc, đi thanh tra các kho bạc trong tất cả những cái vùng mà thuộc quyền kiểm soát của họ. Đến khi về sau biết được là có bàn tay cộng sản của đệ tam quốc tế, thì bố tôi cũng muốn tìm cách để mà đi ra, nhưng mà chưa kịp đi ra thì có một lần Pháp nó đến làng tôi, để là vì có mấy cái làng bên kia sông á, như tôi nói đó, rất là đẹp. Bên đây là làng, giữa là sông, bên kia là núi. Nhưng mà trước khi vào đến núi thì là một cái khu đất bằng phẳng đẹp vô cùng, cho nên Pháp nó ở cách tỉnh đấy, trên tỉnh ban ngày, rồi nó đem nó xuống dùng cái chỗ đó để đậu máy bay. Hôm đó có ba cái máy bay đậu, nó không bay về, thế là bị du kích ban đêm họ đốt. Đó là cái lý do mà ngày hôm sau là 3-4 cái mũi rùi của Pháp nó tiến về làng, thì cả làng chạy sang sông hết, vào núi hết. Thế xong đến khi mà nhìn thấy là họ cứ tiến tới thì tất cả làng vào về núi trong. Nhưng mà vì bố tôi còn đau chân cho nên xuống nửa chừng cái thì cũng không đi nữa, vào ở trong một cái hang đá, cả gia đình ở trong đó. Thì Pháp nó lên và nó bắn chết cậu tôi. Thì đó là năm bà năm 1948. Thì tôi là 9 tuổi. Thì bắn chết trước cả gia đình, chút xíu là bắn cả gia đình. Nhưng mà đến khi mà cái đó là cái thằng tay đen gạch mặt này. Rồi đến khi nghe tiếng súng thì cái người đại úy của Pháp vào, thì ông ngoại tôi ngồi ở đấy mới nói tiếng Pháp cho họ biết, thì là họ không cho bắn nữa. Thế thì vì thế cho nên á là cả gia đình á, thì sau khi đó thì nó có những cái máy nó dò mìn á, mìn không biết không thấy, nhưng mà nó dò ra cái két sắt của bố mẹ tôi giấu cất tất cả của cải, nó lấy, thành thử ra cậu tôi mất, của cải mất, và gia đình đi xuống số không. Từ từ đó rồi đi trong bao năm trời thì mấy mẹ con rất là khổ, là vì tôi có ông anh lớn thì ông lại đi làm xa nhà, cho nên á là ở nhà các bà mẹ tôi và bốn anh em còn nhỏ là rất là vất vả, tiền không có, bố thì chết. Mà ngày xưa đó thì các cụ đi lấy chồng sớm đó, 15 tuổi đã lấy, 15 chưa đầy 16 tuổi đã lấy chồng, cho nên lại được chồng cưng, thành ra không phải đi làm gì cả, nhà có người giúp, thành thử ra cũng không phải làm gì hết. Thành ra đến khi mà cậu tôi chết rồi, tiền không còn, rồi mấy mẹ con hàng bao nhiêu năm trời vô cùng vất vả mới ra đến Hà Nội. Thì vừa mới ra đến Hà Nội được ít lâu, vừa mới bắt đầu đứng vững một chút xíu thôi thì di cư vào Nam. Thì tôi chỉ biết rằng á, từ khi cậu tôi mất thì gia đình rất là nghèo, và đến khi từ Bắc vào Nam thì chúng tôi cũng rất là nghèo.
và tôi cũng chưa đủ trí khôn để mà hiểu tất cả những cái hardship của cái chuyến di cư, là vì mẹ tôi rồi anh tôi và bà chị tôi lo cho tất cả, cho nên là cái kỷ niệm chị thấy rằng chị biết rằng bỏ hết cả ở ngoài Bắc mình vừa có cuộc sống tạm gọi là bình yên, bình hòa, bình thường, thì bắt đầu từ Bắc vào Nam, thì vào trong đến trong Nam thì hoàn toàn là ban đầu là phải ở trong những cái chỗ mà của chính phủ, rồi về sau mới bắt đầu đi ra ngoài sống. Thưa bà, muốn hỏi lại tìm một chút về cái cuộc tảo thanh mà người Pháp bắn cha của bà chết đó, thì có đông người dân của mình bị lính Pháp giết trong cái đợt tảo thanh đó không? Không, là bởi vì thật là thế này, là tất cả làng khi mà họ đứng trên cao họ nhìn thấy Pháp nó đi như cái hình tam giác từ ba nơi nó mũi nhọn mà nó bắt đầu nó chuyển sang đó, từ bờ sông mà sang đến bên đây cả một cái khoảng dài ghê lắm, mà họ hãy còn ở tít làng xa, cho nên họ vào hết tất cả bên thung lũng trong rồi đó, thì lũng trong cho nên không ai bị gì hết, thì chỉ có một mình gia đình tôi là gia đình duy nhất ở lại cái núi ngoài đó. Thì mà cậu tôi á, thì lúc bây giờ cụ lại đeo kính trắng rồi ăn mặc thì vẫn cứ tươm tất, thành thử ra nó vào, mới lại hơn nữa cái người bắn á, lại là cái thằng Mỹ à, thằng người Pháp như là tây đen gạch mặt trông nó như là mỏi á, thành thử ra nó cứ thế nó bắn thôi, đến khi nó bắn mấy hai phát vừa phát đầu thì chúng vai cậu tôi, phát thứ nhì và chúng mặc mỡ thì là cậu tôi gục ngay xuống. Thành thử ra tóm lại là trong cái số người chết là chỉ có một mình cậu tôi bị chết hồi đó. Hồi đó bà còn nhỏ, bà có nghe được ba của bà nói là ông có gặp ông Hồ Chí Minh hay là vì sao mà ông đi theo kháng chiến, thì bà có thêm một cái chi tiết nhỏ nhỏ đó, một cái ngắn gọn thôi. Vâng, là như thế này. Tôi chỉ biết rằng tôi chỉ được mợ tôi nói lại là tất cả hồi đó cậu tôi này giống anh lớn của tôi là đều theo cái phong trào kháng chiến để chống xâm lăng, là chống Pháp đó, chứ không có phải là đi theo một cái đảng phái nào. Rồi đến khi hồi đó thì ông Hồ Chí Minh thì ông là leader của cái vấn đề chống đó, cho nên là theo ra, và khi mà theo, thế là theo xa đến ngoài hậu phương. Thì bố tôi là một trong những người high ranking của cái phong trào đó. Là tôi chỉ nhớ có một lần mẹ tôi nói là bố tôi họp với mười mấy người ở trên Bắc Cạn gì đó, rồi bị Pháp nó nhảy dù. Chút xíu nữa là bắt trọn ổ cái headquarter của Việt Minh. Thì bố tôi là được mường họ cõng để trốn đi, là vì ông bị đau chân, thành cõng một trốn vào ở trong làng mường cho nên mới thoát. Thì khi ngay khi bố tôi chết, sợ là như thế này, ở làng đó đâu có phương tiện, tôi cũng hiểu tại sao họ có phương tiện truyền thông rất là nhanh. Khi bố tôi chết đó, thì có hai ngày hôm sau là được nhận được giấy, mấy ngày hôm sau thì nhận được điện tín chia buồn của họ rồi đó. Thì thời đó là thế. Vâng, câu tôi còn nhớ là bố tôi đã để cho bà em ruột đi trốn vào để đi tìm đường mà đi chạy khỏi đó, thì bà cô tôi làm sao đi ra Hà Nội lại đi Sài Gòn tuốt luôn luôn. Thành thử ra gia đình cứ bị kẹt ở ngoài đó. Bố tôi khi mà biết là họ là cộng sản là bị kẹt chẳng bao lâu thì là cụ bị như vậy. Thưa bà, cái chuyến đi mà từ Bắc vào Nam ấy, thì gia đình đi vào phương tiện gì ạ? Đi bằng máy bay. Vâng, đi bằng máy bay. Tôi mơ hồ nhớ là trên máy bay lạnh quá, cho nên là cứ bà mẹ cứ phải lấy áo mới chăn đắp cho. Tôi chỉ nhớ thế thôi. Không hiểu là vì quá nhiều cái chuyện xảy ra trong đời đã ảnh hưởng đến cái trí nhớ của tôi hay không, mà tôi nhớ, tôi quên nhiều lắm. Hầu như quên rất là nhiều. Thưa bà, thì cái cuộc đời thiếu niên và thiếu nữ ở miền Nam đó, bà còn nhớ những gì, bà có thể nói gia đình ở những thành phố nào ở miền Nam? Thì sau vào đến miền Nam thì gia đình tôi ở Sài Gòn. Vâng, thì như là tôi đã trình bày là gia đình
không có là cái nguồn tài tài nguyên chính là của người cha, mà bố thì lại mất sớm, thành thử ra mẹ tôi á, thì lại không quen với vấn đề buôn bán, cho nên là buôn những cái, nghĩa là cụ chỉ nhớ những cái ngày xưa là người ta làm cho ăn trong gia đình, đưa breakfast là cái gì, làm cái gì, thành thử ra cụ làm để mà buôn bán thì rất là vất vả, trong Sài Gòn thì rất vất vả. Ở ngoài Bắc thì sau khi từ Bắc vào Nam, à từ 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 ngoài hậu phương chạy về Hà Nội đó, thì mẹ tôi đến tìm ông Thủ Hiến hồi đó, thì hồi đó là cũng biết cậu tôi, cũng như là gặp được những người bạn cũ hồi xưa làm với cậu tôi đó, thì họ giúp cho bằng cách rằng họ cho những cái bông để mua muối. Hồi xưa là ở ngoài Bắc có cái chế độ là bán theo bông, thí dụ như ở nhà phải có những cái coupon đó Coupon. đến để mua. Thế thì giờ có bông sữa này, rồi bông muối này, rồi bông bông sữa, bông muối, bông hành tây. Thí dụ như mua gọi là hàng bao nhiêu tấn, bao nhiêu xe chẳng hạn á, xong rồi về mình bán cái thời hạn mình bán là bao, thí dụ như 10 ngày chẳng hạn, nhưng mà sau 10 ngày mà bán không hết thì mình có quyền bán ra ngoài. Nhưng mà gia đình bởi vì không có tiền cho nên là mợ tôi cứ phải lấy những cái bông đó bán cho những cái người người ta có tiền. Đó, thì chính những người người ta có tiền người ta làm giàu. Chứ còn gia đình thì sống rất là hạn hẹp trong cái đó thôi. Là vâng, thành thực tôi thấy là trong một cái nước chiến tranh thì mà cái nguồn tài nguyên chỉ đến từ người bố, thì khi người bố đi rồi đó thì mẹ con rất là thiệt thòi. Rất là thiệt thòi. Ngày xưa thì bố tôi còn thì cái gì cũng có. Thì bố mất thì chả có cái gì. Thưa bà thì trong miền Nam vậy thì bà đi học bà học tới tới độ tới mức độ nào đang Dạ, thưa tôi học là như thế này. học? Khi mà tôi đi học thì vừa mới sang đến năm đệ tam một cái á, thi trung học xong lên đệ tam thì tôi thi vào sư phạm. Tôi với một người bạn rất là thân, rất là thân, đi thi chỉ rủ nhau đi vào sư phạm thì tôi đỗ. Đó thì bạn tôi thì lại không may. Thế nhưng mà tôi cũng phân vân giữa đi học tiếp tục và đi làm, nhưng mà suy nghĩ về cái gia cảnh nhà tôi thì tôi rất là thương và tôi muốn rằng đi làm sớm để mà giúp mẹ tôi, thành thử ra tôi chọn sư phạm. Rồi tại là vì thế này, sư phạm cũng là cái ngành mà ở Việt Nam rất là quý quý trọng, thành thử ra tôi vào sư phạm học. Rồi đến khi ra thì về sau học xong rồi tôi mới có công ăn việc làm rồi vững rồi tôi mới bắt đầu tôi đi học tiếp đến hết trung học bắt đầu. Thưa bà, vậy thì trong gia đình thì bà có mấy anh người anh chị em và họ trình độ học vấn là như thế nào? Dạ, tôi là còn lại gia đình thì cụ sanh và cụ có bầu nhưng mà bị cũng miscarriage rồi mất sớm, cho nên còn lại năm anh em là lớn. Thì anh lớn của tôi, rồi đến anh thứ nhì, rồi đến bà chị tôi, rồi đến tôi và một người em, có năm anh em. Đó, thế nhưng mà rồi cuối cùng bị chiến tranh mất đi, mất hai, thì còn lại ba anh em. Thì trình độ của anh chị tôi là trung học. Thưa bà thì bà gặp ông nhà trong cái hoàn cảnh như thế nào, người chồng của bà? Là chúng tôi á, là gặp nhau là vì dạy học cùng một nơi, cùng một gia Nha Trang dạy học cùng một nơi. Vâng, cùng không phải cùng một trường nhưng mà cùng một cái tỉnh Nha Trang. Hồi đó ra là năm 59, rất là hiền hòa. Nha Trang thì còn một số hồi đó dân số còn ít cho nên là giáo sư và giáo viên là học chung với nhau. Thì tụi tôi gặp nhau trong thời gian mà ở đó. Vâng, rồi cuối cùng chúng tôi lập gia đình ở đó. Vâng, rất là cái tỉnh Nha Trang cho đến bây giờ chúng tôi vẫn còn nhớ, là vì khi lập gia đình xong là gia đình tôi ở Nha Trang cho đến năm 1975, cho đến ngày cuối cùng khi mà mất Nha Trang là ngày 31 tháng 3, là mới lại lênh đênh trên biển để mà chạy vào Sài Gòn. Thưa bà thì cái cuộc chiến tranh Việt Nam đó từ năm 54 cho tới năm 75 đó thì bà có tham gia trực tiếp như thế nào hoặc là trong gia đình có ai tham gia trực tiếp trong cuộc chiến đó không? À, trong gia đình thì trước hết đó, nếu mà là cuộc chiến của trước năm 75 thì anh tôi là nhà binh, em tôi là nhà binh.
Và em tôi chết vì một cái cuộc trong một cuộc đi hành quân chung với lại người Mỹ mà đi bằng trực thăng, thì là trực thăng bị bắn xuống. Dạ. Còn nhà tôi á, thì tham gia qua cái việc là nhà tôi phải đi động viên. Thì hồi đó đáng lẽ giáo sư phải đi trong một thời gian ngắn thôi, nhưng mà cái thời đó thì nhà tôi lại được tuyển đi cho cái học cái lớp gọi là lớp leadership ở bên Kentucky đó. Thì tôi lại dại dột, thấy như thế được đi chơi, tôi khuyến khích nhà tôi đi. Nhưng mà cái phải trả giá là sau đó thì mỗi lần đi, khi đi như vậy thì phải ở lại thêm quân đội là 5 năm, mà trả giá là vì khi nhà tôi trở về thì vào đúng cái thời gian mà Bình Long đỏ lửa đó. Dạ, tức là về dưới Bình Long, mà cho đến khi mấy năm về sau thì mới lại được xuất ngũ, sau khi trả nợ 5 năm mới được giải ngũ. Thì đó là một cái thời gian mà phải tham gia vào những cái việc chiến tranh. Cái gia đình thì cũng bị ảnh hưởng, là bởi vì trong chiến tranh thì mà hồi trước á, khi mà thời đệ nhất Cộng Hòa thì chúng tôi là công chức, sống không giàu nhưng mà thoải mái. Nhưng mà sau đó đó, mà khi mà chế độ Cộng Hòa đệ nhất mà bị người ta lật đổ, thì đến thời đệ nhị Cộng Hòa thì khi Mỹ nó vào nhiều thì gia đình cũng bị ảnh hưởng trong cái vấn đề tài chính. Rồi đồng thời nhà tôi lại phải đi động viên, cho nên ở nhà cũng rất là vất vả, một mình tôi phải lo chu toàn mọi chuyện. Còn nhà tôi ở xa thì cũng cần phải tiền tiêu, cái tiền gửi về thì nói thật là vì tôi đi dạy cho nên là cũng phải có người giúp việc, chỉ đủ thuê người giúp việc thôi. Thành thử ra cái trong cuộc sống của một nước chiến tranh mà gia đình có một người đi xa thì cả những người còn lại cũng là chịu ảnh hưởng. Thế thì nhưng mà tôi nghĩ đến cái kinh nghiệm của tôi là tôi ước ao được học lên nữa, nhưng mà cái hoàn cảnh không cho phép. Thành thử ra vì thế cho nên tôi, cái việc đầu tiên là trong đầu tôi là phải tìm cách hướng dẫn và khuyến khích con tôi học, cho đến khi nào mà tôi không có thể nào mà khuyến khích được nữa thì thôi. Bà lúc cái năm 1963 khi mà ông Diệm bị lật đổ đó thì bà cũng lớn rồi, bà có biết nhiều về cái đó và bà nghĩ gì về cái cuộc đảo chính đó? À, khi tôi chỉ biết rằng thì trường của tôi ở gần bờ biển Nha Trang, có một hôm á, tự nhiên thấy họ ầm ĩ đi ở bên ngoài, và trên xe thì có một người ngồi, nghĩa là ngồi không không gần như bất động ở trên 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 cái xe xe người ta chở qua, mà thì chung quanh người ta đi rồi tụng kinh rồi ầm 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 rồi ra đến bờ biển Nha Trang. Thì hình như là hồi đó họ tự thiêu, cô đó tự thiêu. Thế còn về vấn đề mà Tự tiêu để phản đối chính phản đối phủ. chính phủ ông Diệm, nhưng mà tôi chỉ biết rằng khi thời ông Diệm thì gia đình chúng tôi rất là bình thường trong tài chánh, sống thanh bình, và tất cả những người bạn bè xung quanh cũng thế. Thế nhưng mà khi mà nghe tin ông Diệm bị chết thì việc đầu tiên là hình như ai cũng khóc. Bạn bè của chúng tôi trong trường nghe tiếng một cái là nước mắt rơi. Thế rồi sau đó thì cuộc sống kinh tế bắt đầu đi xuống, là vì Mỹ họ sang rồi, những cái người mà hồi xưa làm cho mình họ chẳng cần làm cho mình nữa, họ làm nhiều tiền hơn mình. Thành thử ra trong tất cả cái tài chánh nó đều bị ảnh hưởng. Cho nên với tôi thì tôi rất là tiếc cái thời thời đệ nhất Cộng Hòa. Vâng. Thưa bà thì sau đó thì cái việc mà nó xảy ra chiến tranh ồ ạt rồi đến khi cuối cùng là miền Nam thất thủ thì bà nghĩ gì về cái cuộc chiến tranh miền Nam và đặc biệt là cái chính sách của người Mỹ đối với cuộc chiến miền Nam? Vì tôi là cái ngành giáo cho nên không trực tiếp tham gia vào chính trị, cho nên tôi thì tôi chỉ có một cái nhìn là tôi thấy là sau khi mà họ đảo chánh đệ nhất Cộng Hòa thì những người cầm đầu họ không biết vì lý do gì, hoặc là họ không có khả năng,
hoặc là một cái áp lực nào đó, nhưng mà cái vấn đề điều hành phần nước Việt Nam của mình về sau này quá tệ, có những cái đủ hết mọi tệ trạng xảy ra, cho nên là tôi nghĩ nhiều oán trách những cái người người ta cầm đầu nước của mình sau này nhiều hơn là oán trách Mỹ. Là vì tôi nghĩ rằng thì cũng như nước Nhật chẳng hạn đó, sau năm 45 là họ cũng được Mỹ người ta support hoàn toàn về vấn đề nước nước Nhật đâu có về nhà binh nữa đâu, quân đội nữa đâu, nhưng mà sao nước họ cứ đi lên thôi, mà Việt Nam mình nhận bao nhiêu tiền viện trợ của Mỹ lại đi xuống. Thì tôi không có oán trách người Mỹ, mà tôi oán trách những người Việt Nam mình không có khả năng điều hành nước của mình. Những cái người có thể nói là họ có thể vì lý do đó nào đó không có tài, hoặc là tham lam, hoặc là không nghĩ xa, đã làm những cái chuyện gọi là không có lợi cho đất nước. Cho nên càng nghĩ thì không phải riêng tôi, mà nhiều người càng oán trách cái vấn đề mà họ đảo chánh lật đổ đệ nhất Cộng Hòa. Là vì với chúng tôi suy nghĩ là trong vòng có hơn 8 năm trời mà đệ nhất Cộng Hòa, ông Diệm ông ấy nhận một cái nước rách nát ra với đủ hết mọi thành phần, nghĩa là mỗi nơi một chúa, thí dụ như Bình Xuyên, Cao Đài, Hòa Hảo hồi đó là họ như thế nào, rồi Bảy Viễn, nước của miền Nam nghĩa là bị phân hóa ra như vậy, mà trong một thời gian 8 năm rưỡi họ đã bình định được tất cả mọi nơi, và đồng thời cái hay nhất là đem cả cả triệu người vào định cư, nơi nào an bình nơi đó. Tôi còn nhớ là cái hồi tôi lên Đà Lạt đi thăm những cái khu mà người ta ở thích lắm, trên một cái ngọn đồi á, hai bên một bên là làng này một bên là làng kia, họ sống rất là thanh bình, đằng sau là những cái nơi trồng bắp sú, trồng súp lơ đại khái. Rồi có lần tôi lên trên Ban Mê Thuột, chỗ người ta trồng đỗ đó, đậu đậu đó, đỗ đó, làm sân nhà nào nhà đấy, là cái thời đó là người ta bắt đầu gặt hái về về đỗ, thành thử nhà nào nhà đấy đậu đen thì đầy sân, đậu xanh thì đầy sân, tóm lại là người ta sống rất là trù phú. Nhưng cái hình ảnh đó thì về sau này tôi không thấy là còn. Cũng như là cái hồi mà đi dạy học thì chúng tôi phải đi dự những cái lớp để mà học về cái ấp chiến lược, đến những cái làng đó rất là thanh bình, ở cái chỗ là họ có những cái họ rào để bảo vệ cái làng riêng của họ. Tôi thấy cái đó là cả một cái công trình, cả một cái sáng kiến để mà bảo vệ cái an lành của người dân khỏi bị len lỏi bởi những cái nơi khác, những cái người mà không phải ở đấy. Nhưng mà cuối cùng là cái gì? Tôi không hiểu cái lý do gì sau đó họ phá nát cả ra. Người Việt Nam Cộng Hòa phá chứ không phải là Việt Cộng phá, phá dùm cho nó. Thành ra cái đó là càng cái suy nghĩ tôi càng thấy cái chiến tranh Việt Nam là một cái mà trước hết là miền Bắc á, thì họ đã được Cộng sản Tàu và Nga nó giúp, nhưng mà miền Nam mình được Mỹ giúp. Khổ một cái là những người Việt Nam miền Nam Việt Nam thì người ta chưa có trải qua những cái kinh nghiệm với ở với Việt Cộng, cho nên người ta support Việt Cộng. Đó cũng là một trong những cái lý do là mình thiệt thòi, mình thua. Chả, tôi thì tôi không oán Mỹ nhiều, tôi không oán Mỹ nhiều bằng oán người 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 của mình. Thưa bà ở gần như là cái thời trưởng thành mới làm việc là bà ở Nha Trang, một cái thành phố miền biển rất là đẹp của miền Nam Việt Nam. Bà có thể cho biết là những trong những ngày tháng mà chiến tranh đó, Nha Trang có bị tấn công hay là lớp học của bà có bị di chuyển hay bị ngừng bởi vì chiến tranh không thưa bà? Thỉnh thoảng thì chúng tôi cũng chỉ nghe những cái tin nó pháo kích ở những trường xa xôi thôi, chứ không có bị ảnh hưởng đến Nha Trang. Nhưng mà năm 1975 á, thì trường chúng tôi phải mở cửa, phải đóng cửa để đón những cái người mà chạy từ miền cao nguyên về. Đó là cái thời gian mà bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Vâng. Thưa bà thì Nha Trang thất thủ có nghĩa là cộng sản nó cũng coi như quân đội cộng sản họ đã chiếm Nha Trang trước khi họ chiếm Sài Gòn. Những ngày đó bà còn ở đó không? Tình hình dân chúng và chiến trận như thế nào? Ngoài cái chuyện mà bà nói là trường phải đóng cửa để mà đón nhận những người coi như là tị nạn nó đến thì bà có thể nhớ lại về cái Nha Trang trong những ngày tháng đầu của năm 1975 như thế nào không? Như tôi nói, tôi quên nhiều lắm, nhưng mà tôi chỉ nhớ thế này.
những khi mà cao nguyên thất thủ đó thì hầu như là gia đình nào cũng xốn xang để mà tìm đường mà đi. Hồi đó thật tình mà nói về vấn đề đi là người nọ người kia cứ lên. Nhưng mà nhà tôi dạy ở trường trung học kỹ thuật đó, thì cái ông hiệu trưởng ông lại là nằm vùng, về sau này mới biết ông nằm vùng. Cho nên ông ấy cứ họp bạn bè mà ông quý đó, ông bảo bây giờ ở lại đi, là vì chỉ 3 tháng nữa thôi, nếu mà quý vị vào Sài Gòn thì cũng mất. Bởi vậy cho nên ở lại đi, tôi sẽ mời quý vị về nhà tôi ở trên thành, cách đấy độ khoảng 12 cây số đó, thì tôi nuôi quý vị trong 6 tháng để cho mọi sự bình yên rồi để đi làm trở lại, đừng đi đâu cả. Nhà tôi á, thì cứ bị ông ấy, ông quý lắm cho nên ông cứ thuyết phục tới thuyết phục lui, nhưng mà tôi thì không, là bởi vì ra Nha Trang chỉ có hai gia đình riêng thì là đầy đủ là hai vợ chồng 5 đứa con, còn thì là hoàn toàn là họ hàng ở bên trong miền Nam hết. Thì tôi đã nghĩa là nghe về về Việt Cộng hồi xưa mình cũng sợ quá đi rồi, thành thử nhất định 1 2 là đi về. Nhưng mà khổ một cái là như thế này, nhà tôi á, ông lại là cái kiểu công chức gương mẫu á, ông bảo bây giờ em à, người ta chưa cho mình đi mà mình đi lỡ không có chuyện gì xảy ra hai vợ chồng mất hết job đó, thành thử ra ông cứ nhùng nhằng không đi, không đi. Rồi đến tự vì bạn tôi á, thì có chồng làm ở trong công binh rồi, họ cũng offer cái chuyến máy bay chở vợ con ông ấy về, thì cho gia đình tôi về trước rồi ông chịu, ông xã tôi về sau, ông không chịu. Thành thử ra là đến giờ ở đến cuối cùng, đến ngày cuối cùng thì muốn đi không còn nữa. Thì khi đó không nhìn thấy lính Việt Cộng vào trong trong Nha Trang. Nhưng mà nhà tôi á là nuôi một cái con bé người làm, nó lại là cái dân Việt Cộng. Là vì sao? Tôi nhớ là về những cái ngày gần mất mất Nha Trang á, thì thỉnh thoảng nó cứ thôi xin xin cô cho phép cháu dẫn cháu cháu đi về, cháu gặp mẹ cháu ở ngoài kia, vào ở bên sóng bóng á, tôi ở Nha Trang ở bên sóng bóng, thì cứ khi thì gặp anh, khi thì gặp chị, khi thì gặp, nghĩa là nó đi xin phép đi vắng luôn luôn. Thế nhiều khi nó đi nhiều quá rồi nó lại xin phép dẫn con gái tôi đi cùng để cho nó ra cái điều rằng thì nó đi nó về sớm đó. Thế rồi đồng thời gạo là cứ thấy thấy là phải đóng luôn thôi, thì nó cứ bảo rằng tại vì người ta đến xin thì mình cho này kia kia nọ đó, là cái thứ hai. Cái thứ ba là tôi một lần tôi mới thấy cái quyển vở của nó viết một cái bài thơ kháng chiến dài không thể tưởng được, nó thuộc lầu ạ. Thì tôi bảo ủa sao cái này em lấy ở đâu, nó mới bảo rằng thì tại vì cái này là chứ giữ thế thôi chứ cái này cũ rồi. Nó nói ngày xưa đó thì ở nhà quê thì nó là một cái người mà gọi là chuyển vận đồ ăn cho những cái người trên núi, thì nó nói là không ai biết ai hết. Thí dụ như nó chỉ biết rằng nó gánh mấy thùng mắm từ chợ này rồi đến để ở cái chỗ đó, xong lại có người khác gánh từ cái chỗ đó đến chỗ này, nó transportation của nó là 3 4 chặng rồi lên đến núi để đó, rồi người ở đây mới vào, hoàn toàn họ làm việc rất là bí mật. Thì đó là cái con nhỏ nó làm ở trong chỗ trong nhà tôi. Đến khi mà mọi người mới bảo là thôi chết rồi, thế này là không có cách nào, là chúng nó là không còn đường đi nữa rồi, thì cũng chưa nhìn thấy mặt lính Việt Cộng, nhưng mà nhà tôi mới đem những cái giấy tờ và là binh mà biết á, đốt đi, giống như là cái ông hàng xóm mấy cái người người ta bày á, thì nó mới ra, nó bảo trời ơi cậu mà cũng là thú dữ như thế này hả. Là bởi vì sao, khi mà nó làm cho tôi thì nhà tôi đã giải ngũ được 4 năm rồi, cho nên nó chỉ biết rằng hai vợ chồng dạy học thôi, nó không biết là nhà tôi đã từng là đi hành quân ở dưới ở Bình Long, đại khái nó như vậy đó. Thành thử ra toàn là nghe nói chứ còn nhìn thấy lính vào thì chưa nhìn thấy lính vào, nhưng mà cái phương tiện di chuyển thì bị chặt cứng hết, chặt đứt hết. Nếu mà không nhờ có cái cậu em nó làm cho hãng Shell ở Sài Gòn mà nó đánh điện ra, tại là vì hãng xăng á nó chuyển ra hai cái tàu để mà đổ xăng và cho cái bồn xăng ở dưới cầu đá ở Nha Trang, nó mới đổ ra có một tàu thôi, thì còn tàu kia nó ngừng lại không đổ là vì bị nghĩa là nó thấy là sẽ bị mất rồi. Thành thử ra cậu em tôi mới đánh điện ra cho những cái ban điều hành ở cái chỗ xăng đó, nói là bằng mọi cách cho gia đình tôi đi cùng. Nhưng mà đi cũng chật vẩy lắm, là bởi vì sao, khi mà mình xuống
thì đưa cái điện tín như vậy ạ, thì họ nói ô ai chứ gia đình ông Phạm Quý Minh thì chúng tôi phải ưu tiên cho đi chẳng hạn đó. Thế nhưng mà đến khi mà ngay cái buổi hôm đó chúng tôi không có thì giờ để mà đi tìm đường nhiều hơn, là vì nói thật ra đường máy bay thì không còn, đường xe đi đi bộ, đường bộ thì nghe nói nó chặn hết rồi, hoàn toàn không được đi bằng cách nào hết ngoài vấn đề tàu thuyền ra. Thuyền thì mình không có, thì tàu là may mắn là chỉ có cái phương tiện đó thôi. Thì khi đến nói một cái thì họ nói như vậy, nhưng mà đến lúc đem hết tất cả rồi chạy về vội vàng, chúng tôi không có một cái gì đem theo, vứt hết tất cả, chỉ có mỗi đứa con. Thì tôi cái thời mà lộn xộn quá tôi mới vội vàng may cho mỗi đứa có mỗi đứa một cái túi học đeo trên vai, rồi để mỗi đứa một cái khai sinh, một cái hình và địa chỉ ở Sài Gòn với một vài cái quần áo cho chúng nó, thế thôi, không cái gì mang theo được hết. Có còn mỗi đứa một cái bát, một cái ly nữa chứ. Thành thế xong đến lúc đến lúc xuống một cái thì thấy ở cái chỗ mà chạm cái phòng cái làm việc của hãng Shell ở dưới Nha Trang Cầu Đá đó, thì từ ngoài vào đến trong đông kín người, đông nghẹt người, họ nằm tràn ra ở ngoài ngoài đó, là bởi vì họ chắc họ cũng biết là chỉ còn có cái tàu đó thôi. Thì cái tàu, hai cái tàu á, có một cái á, thì người ta đổ xăng lên rồi á, thì đi qua nhìn thấy gia đình họ hàng họ mang cả cái gác măng dê lên, cả chó đủ hết, họ ở trên nó hết rồi. Còn có một cái á, thì nguyên xi xăng không tới, nó lại là cái như là cái xà lan á. Nó không có cái mui ở trên, chỉ có một cái đuôi có cái mui cho cái chỗ người điều hành máy ấy, còn bên ngoài là cái chỗ mà ngồi không. Thì đến khi vào một cái nói thì họ nói thế, trong khi đó thì hàng cả hàng bao nhiêu ngàn người ở bên ngoài làm sao họ cho đi hết. Thành ra tụi tôi mới nhìn thấy cái tình trạng đó, mới bảo nhau là thôi bây giờ mình ở lại, làm sao mình biết cái người đó là thuộc cái gia đình trong cái ban điều hành đó họ sẽ đi, thì mình người ta ở đâu mình ở đấy, người ta nằm đâu mình nằm đấy, ngồi đâu mình nằm ở đấy, thì cứ thế mà theo dõi thôi. Thì các con thì mệt ngủ, chứ còn hai vợ chồng tôi là thức để thế, bên kia họ hơi động đậy một cái là lập tức mình nghĩa là bị hoảng hồn, là ngồi chờ họ đi đâu tụi tôi đi đấy. Đến khi hơn nửa đêm một cái thì thấy ở ngoài trong y như tờ, lúc bây giờ tôi thấy họ bắt đầu từ từ đi trở ngồi trở dậy, thì họ đi ra, thì nghĩa là không dám làm một tiếng động nào, thì chúng tôi cũng lặng lẽ cho dậy các con dậy rồi đi ra. Rồi đi ra đến lúc họ đi vào thì tôi lại đi vào nữa, là vì không dám bỏ họ, nhưng mà hồi đó sợ quá không nghĩ ra rằng họ muốn đi thì họ phải đi ra chứ, làm sao họ ở trong họ đi được, mà cứ họ ra thì mình ra, họ vào mình vào, rất là vất vả, là vì sao họ cố tình đánh lạc hướng thôi. Thế xong rồi về họ mới nói này, chứ ô, bà cứ yên tâm đi, ông bà cứ yên tâm, thế nào chúng tôi cũng đưa bà đi. Đến khi mà một lần đó là họ bắt đầu họ đi ra, họ cho con họ lên cái xe hơi, thế là tôi nhét con tôi lên, vừa mới lên xong một cái họ lại xuống, tôi lại kéo con tôi xuống hai ba lần, rồi cuối cùng mới đi tuốt đến cuối cùng họ lên hết rồi tôi mới nhét con tôi. Mà tôi nhớ cái thằng San bây giờ Austin là nó là cái thằng tôi nhét sau cùng, là nửa người chân nó còn thò ra bên ngoài. Thế thì nhét con lên xong thì tôi mới năn nỉ với cái ông tài xế đó, cái ông lái xe, tôi bảo thưa ông, ở trong xe của ông có năm con của tôi, thì chúng nó đều là có giấy tờ ở trong cái túi sau lưng hết, chỉ cần ông cho các cháu vào đến Sài Gòn thôi là chúng tôi sẽ có người đến đón cháu về. Tôi nghĩa là năn nỉ như vậy, thế là ông ta mới không nói gì hết, thì mới chở cái xe đó đi. Thế hai vợ chồng thì đi cái xe Honda nhưng mà đâu có dám nổ máy, dắt thôi. Đi xuống được khoảng một quãng thì đến cái chỗ mà có cái bùng binh để rẽ đi lối khác, thì thấy cả đống con mình ngồi đấy rồi, hết hồn. Thì nhưng mà nhìn ra là hóa ra là bên cạnh cũng có gia đình của họ, họ lấy xe đó, họ về họ đón gia đình họ tiếp. Thế là từ đó là đi là họ đi trước, đi bộ xuống thì tất cả mọi người tụ tập ở cái bãi biển ở trước cái cơ quan của không quân, căn cứ không quân, họ có cái hàng rào, thế là họ mở cho, là may mắn là tụi tôi mới vứt xe ở đấy, dẫn các con đi theo họ là mới vào được cái chỗ riêng của không quân.
vào đấy thì đã thấy hàng bao nhiêu trăm người ngồi đó rồi, hàng trăm người ngồi đó, đông lắm, bao nhiêu người đó rồi. Thế là họ cứ phải đi như là không có tiếng nói, không tiếng động, đi rất âm thầm. Rồi họ khóa cửa lại, họ mới bảo thôi bây giờ tất cả mọi người có mặt ở đây á thì đều là được đi hết. Cho nên xin quý vị cứ yên tâm, đừng làm ồn, vì bây giờ làm ồn đánh thức những người kia dậy thì chỉ có chết mà không đi được. Thế là xong rồi họ mới bảo nhưng mà chúng tôi xin đề nghị là cái tàu thì chở hết được lần này đây, nhưng mà xin để đề nghị là cho những cái gia đình mà người ta có quá có công ở đây đã mở cái chỗ này cho mình vào, gia đình không quân này không quân kia rồi mới đến chúng ta, để mình lên từ từ cho nó khỏi chìm này kia cái nọ nhá. Thì mọi người mới gật đầu đồng ý. Thế nhưng mà khi cái xà lan vào một cái á thì chẳng ai nào nói, đằng sau họ úa lên trước, mình ngó ngang chẳng ai nào nghe cả. Thì bây giờ mình đứng là mình chết à? Lúc bây giờ tôi đẩy năm con đi, hai vợ chồng đẩy năm con lên mà cứ không có tinh thần để mà đếm, cứ 1, 2, 3, 4, 5 rồi lại sĩ nhi sam suý sự cứ thế mà đếm, make sure là mình có đủ năm ngón tay. Hai vợ chồng đến nỗi đang đi thì thằng con nó quay lại, nó búa đâu. Thế liền quay lại là thấy bố nó lúc bây giờ mới lên, mà rất là vất vả khó khăn mới đụng lên được lên cái xà lan đó. Thì như tôi nói đó, là xà lan nó còn nguyên xi dầu mà chưa ăn lốt được chút nào, cho nên là chỉ một số được đi thôi, là họ đầy một cái là họ đóng và họ bắt đầu họ rời bến. Nhà tôi may mắn được 6 gia đình ở một cái trên ngồi chụp chụp vào nhau được khoảng chưa cái chỗ của chưa bằng cái phòng này đâu, nhưng mà nó cao, sàn ở dưới thì nó cao lên như thế này, trèo lên đó. Thì buồn cười là như thế này, khi mà lên rồi thì tàu bắt đầu tách bến được một lát thì bên cầu đá người ta thức dậy. Ui dồi, họ kéo nghĩa là chỉ nhìn thấy vào là thấy đen thui, đầu tóc đen thui, là người ta chờ ở đấy rồi tiếng người ta la hét ở trong. Thì tàu cứ thế đi ra thôi, là vì vào thì chỉ có chết, là vì người ta dìm nhau mà lên thì chỉ có chết, cho nên tàu đi ra. Khi tàu đi ra cách xa để bằng yên không có ai lên được rồi á, thì ở trên tàu có người ở trên tàu, ai đó không biết, người ở trong cái nhóm tàu đi thu tiền. Thu tiền á. Họ cứ đi thu lần đầu ấy thì ai có cái gì đưa thôi. Lần thứ nhì lại đưa nữa, lại thu nữa. Thì tụi tôi bảo bây giờ đi làm đến khi lãnh, đến lãnh lương ấy, đến kho bạc lãnh tiền á, thì nhà băng nó bị phá rồi. Đau như thế, nhà băng Nha Trang ấy, để saving ở đấy này kia cái nọ đến thì nó bị phá rồi, thành đâu có tiền nữa đâu. Thế là đến lúc lên một cái á, thì trong để nói sơ là trong khi ngồi chờ cầu đá như vậy buổi chiều á, thì thấy những cái xe mà người ta chở xác chết ở cái tàu từ Đà Nẵng vào, họ plan là đi đâu có mấy ngày nhưng mà đi đến nỗi mà lâu lâu hơn cái thời gian chủ tính đến 3 lần gì đó, người chết nhiều quá. Xe chỉ có thể mở cửa để xác chết mà chân lòi cả ra ngoài, cứ thế mà chạy qua trước mắt như thế này. Thành thử ra gia đình chỉ dám mua mấy cái thùng mì khô, có gì nữa đâu, có kịp đâu, là vì ngày cuối cùng, mấy thùng mì khô và ít nước mang theo thôi. Thế thì đến khi lên tàu họ thâu thì mình đâu có tiền nhiều đâu, đâu có tiền nữa đâu. Là không có người có thì đưa, có người không có mà không đưa, còn mình có thì đưa hết rồi. Thế họ mới bảo thôi bây giờ như vậy thì đi vào, không có tiền đưa thì đi vào. Nó lại quay cái tàu nó trở lại để đi vào. Thế nhưng mà đi được một lát thì ai cũng kêu sùm cả lên, bảo sao mà ác quá vậy. Nhưng mà thật sự sức mấy mà nó dám vào nó cũng chết chứ làm sao nó sống. Nhưng mà mình sợ. Thành ra may mắn lúc bây giờ có cái tàu tuần dương của mình á, hãy còn trên đó, mà lại là cháu cái ông hiệu trưởng của trường tôi dạy cũ đi cùng trong cái tàu đó. Thế cái tàu nó tới nơi nó mới hét lên, nó bảo tại sao mấy người điên hay sao mà đi vào, đi ra. Thế là cái tàu nó kèm cho cái tàu kia đi ra. Đi ra xong rồi đi ra một lát rồi thì nó bắt đầu nó bỏ đi. Cái tàu này nó lại thâu tiền tiếp, không có nó lại quay vào. Xong về sau, cái tàu kia làm sao người ta gọi thì hay người ta biết đó, thì người ta quay lại, thì người ta kèm cái tàu đó ra đến ngoài hải phận, vào đến cái ranh giới cái tỉnh bên cạnh rồi họ mới bỏ đi. Đó. Thế mà đi cái tàu nó sợ là như thế này. Con đói mà không dám cho ăn nhiều, là vì không biết bao lâu mới vào tới Sài Gòn. Thỉnh thoảng cho nó một rúng mì khô thôi, tí nước thôi, cầm chừng thôi. Còn ban ngày thì còn ngồi trên đây, và ban đêm đó, nước nó đánh qua cái sàn đó mà tưởng như nếu mà té xuống đó là
nước đánh mạnh có thể băng xuống xuống biển, sợ đến như vậy. Mà bây giờ tôi cũng nhớ là bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm mà từ Nha Trang để đi vào đến Cấp, vào đến Cấp rồi mới từ Cấp đi xe Honda để mà về Sài Gòn. Như vào đến Cấp một cái thì được người ta đón, rồi người ta lên người ta đưa cho những cái vứt lên những đống cơm trắng, cơm thì khê nhưng mà trắng phau phau, rồi có những cơm tấm khô đưa lên nó ăn ngon quá trời quá đất. Đó là lúc bây giờ thì mới hoàn hồn là thôi bây giờ mình được sống. Và bắt đầu lên xe để trở về ông anh tôi ở tá túc ở đó. Đúng một tháng sau thì mất Sài Gòn. Cấp là Vũng Tàu đó phải không ạ? Cấp là Vũng Tàu. Dạ vâng. Có thể nói là cái hành trình rất là gian truân, nhưng mà tôi không nhớ đủ để mà kể. Chỉ biết rằng chị đêm chỉ sợ con bị đánh bạc đi thôi, và ban ngày thì sợ con thiếu thốn, rất là khổ sở, nhưng mà chấp nhận để mà đi ra khỏi, bằng mọi cách đi ra khỏi. Và ngày 30 tháng 4 thì ông bà đi ra khỏi Việt Nam một cách nào? Là như thế này. Khi vào đến Sài Gòn thì ở tất cả ở nhà của anh chị tôi. Đó thì đầu tiên á, thì cái cuộc sống thanh bình tưởng là ok, bạn bè giúp đỡ rồi nói là thôi bây giờ ông xã tôi vào ở đây, làm ở đây rồi tôi vào xin ở đây rồi bạn bè mới giúp đỡ, gia đình giúp đỡ để mua cái căn nhà bên Thanh Đa ở. Vừa mới chủ tính đấy thì loạn lên vì tin tức phải đi. Làm gì có tiền để mà đi, rồi làm gì có phương tiện để mà đi. Tụi tôi vậy mà cứ dính theo bạn bè với ông anh bà chị, thì anh tôi làm họ một cái thế mà họ có thể đưa gia đình đi trước. Ông không chịu, gia đình lại không chịu đi trước. Ông ấy đi, ông lại không chịu đi. Thành thử ra đồng thời bà chị dâu tôi thì gia đình hầu như là còn nguyên ngoài Bắc, thì cũng chắc hẳn cũng vững ở ngoài đó, cho nên chị tôi cũng không muốn đi. Đó thì lại cứ bảo thôi bây giờ thì anh tôi rồi cuối cùng bảo thôi bây giờ cô chú đi đi, tìm đường đi đi. Chứ còn anh đến cái tuổi lớn rồi mà cũng già rồi, thì thôi anh ở lại rồi không đi làm. Nhưng mà cuộc sống ở quê hương thì thôi anh cũng không đi. Thì là không đi. Nhưng mà đến cái ngày mà cuối cùng đó, thì trước ngày cuối cùng á, trước ngày cuối cùng thì anh tôi về nói là bây giờ tìm đường mà đi đi, thì có cách nào đi thì gia đình anh cũng đi theo. Đó. Thì lúc bây giờ đó, cái bà bạn tôi á, somehow bà ấy đến, bà ấy bảo rằng bà ấy có một chỗ cho một người đi thôi, muốn ai đi thì đi. Thì tôi mới đề nghị ông anh thì đi. Anh tôi không đi, đề nghị cho thằng con đi, không đi. Nói là bố mẹ không đi, không đi. Mà nhà tôi thì muốn gia đình chung với nhau, cuối cùng từ chối. Thì trong đó có mấy người bạn rất là thân, có ba người bạn với nhà tôi là như là kiềng ba chân á, rất là thân. Thì một trong ba người đó thì bà vợ có họ, nhà vợ thì lại là hạm trưởng của một cái tàu hải quân đó. Mới thằng em ruột thì nó ở đấy, thì nó chỉ về báo rằng nghe nói là tàu nó đi, các tàu đi hết, nhưng mà làm cách nào lên tàu được thì lên, nhưng mà lên được tàu thì người ta cho đi theo, người ta không giúp phương tiện lên tàu, đại khái như vậy. Thế thì bây giờ tụi xong tất cả mấy ông mới bàn tính nhau là bây giờ chỉ có cách là đi dính đến họ thôi. Thì biết là họ sẽ ở, gia đình họ sẽ ra cái hotel đó, ở hotel đó họ hàng, chứ còn gia đình họ thì đã vào trong cơ quan hải quân rồi. Thì là biết là gia đình của họ sẽ ở đấy thì mình thuê hotel ở ngay bên cạnh. Vì thế cho nên trong cái khi tôi quý các bạn và biết ơn bạn bè tôi, là trong cái lúc mà thiết quân luật bắn chết người trước mắt như thế mà vẫn cứ thay phiên nhau chở hết gia đình tôi, gia đình anh tôi, rồi gia đình của họ bằng một cái xe hơi quân cóc như vậy, bao nhiêu chuyến hy sinh như vậy để chở từ nhà ở đường Phan Thanh Giản mà cho lên tới cái chỗ bến Bạch Đằng, bến Bạch Đằng. Đó, thành thử ra đến khi đến bến Bạch Đằng ấy, thì một gia đình bạn tôi á, lại nói rằng thôi bây giờ chở đến đây thôi, và họ từ giã là vì ông bố nhất định không chịu đi. Thành thử ra ông bái bảo bây giờ bố chỉ có một mình tụi tôi là con mà bỏ đi thì không có được. Thành thử ra họ phải ở lại, đó là một gia đình ở lại. Gia đình thứ nhì thì con phá quá, ông mới tức mình bảo cho tụi này ở lại cho Việt Cộng nó dậy. Thế là nhất định là ở theo ông bạn kia. Thế là của gia đình tôi với gia đình ông anh đi. Nhưng mà cái khi lên tàu mới là cái chật vật, bởi lẽ là như thế này. Họ thì có được đón, mình thì không. Bởi vậy cho nên đó, là họ đi xe hơi ra bến Bạch Đằng thì tụi tôi cũng bằng mọi cách, nghĩa là đi bộ ra, vừa đi vừa chạy để ra, rồi họ đứng đâu mình lại cũng đứng đó để chờ.
các cái thỉnh thoảng tôi lại thấy cái tàu những cái khá lớn vào tàu và khá nhỏ nhỏ vào đón gia đình, nhưng mà họ là đi riêng. Trong khi đó cái gia đình mà có cái người bà con của người bạn tôi là hạm trưởng đó mà nói là lên là cho đi còn không đón á, thì coi cái xuồng máy tí à. Thì việc đầu tiên á là có một cái anh chàng đó dạy cùng trường với nhà tôi, nó cầm súng nó bảo bây giờ đứa nào lên tao bắn chết. Thì nó để cho gia đình nó lên hết suất này đến suất kia, về sau nhà tôi bảo Kỳ tao đây xỉu đây mà, xíu xíu cái gì mày mà bước lên tao bắn chết, đứa nào bước lên tao bắn chết chứ, đứa nào bước lên. Thế là nhà tôi sợ quá, nhưng mà rồi ông ấy lội xuống nước đến gần cái sàn đó, ông làm như người là chuyển giúp gia đình bà con cháu chắt của nó trèo lên xuồng. Mỗi lần thế ông ấy thêm một vài đứa con của tôi lên tàu, một vài đứa con của tôi lên tàu, một vài đứa con của anh chị tôi lên tàu. Mà mỗi lần nó vào như thế thì ông lại nhét vài đứa lên, gia đình lên không biết bao nhiêu lần mới mới hết. Rồi cuối cùng á thì mới đến nhà tôi, anh Hải với lại con lớn thì còn kẹt lại, lý do là thế này, đáng lẽ là đón hết nhưng mà bởi vì cái ông hạm phó đó lại cho cái thuyền đó đi về đón bà vợ bé, thành thử ra đến kẹt kẹt rồi bắt đầu trời tăng tải, nếu không đi thì thủy triều nó xuống tàu không đi được, thành ra họ nhổ neo đi. Khi họ báo đi như vậy thì trời ơi trên tàu khóc như di, là vì đa số đàn ông đàn ông con trai họ nói là ở lại rồi sẽ lên sau đó. Thì là trong đó có anh tôi với cháu tôi, thế là gia đình bà chị kéo cháu hết rồi, bà mẹ tôi kéo thằng con bé cháu xuống, thành thử ra chỉ còn duy nhất gia đình tôi trên tàu. Mà như vậy á trước hết là như là dứt cái trái tim mình ra, hồi đó mình đâu có biết là đi thì tưởng là đi không bao giờ trở lại và không bao giờ nhìn thấy nhau, thành thử đau đớn lắm và khóc tôi từ trên. Thì là gia đình kẹt lại, là gia đình tôi đi mà từ lúc bắt đầu gia đình xuống cho đến lúc sang đến đảo Guam tôi không nhớ gì hết, chỉ nhớ có một điểm là khóc đến nỗi mà tưởng mắt mù, đi đâu đi làm vệ sinh hay là gì cũng phải con gái dẫn đi, không nhìn thấy đường nữa. Rồi theo sau đó ở bên nó hình như bị có cái bệnh đau mắt cấp tính nữa đó, thành thử ra là thêm vào đó là gần như mù đó. Rồi từ đó rồi đến sang đến đến đất liền là bác sĩ phải chữa, là khai đủ mọi thứ bệnh, nào là đau dạ dày đi soi cũng không phải, họ cũng nói là vì mình bị nervous quá, bị đau thương quá, rồi người nổi lên những cái cục to như là cái quả nhót thế này này, ngứa ngáy không chịu nổi, trông từ đầu đến cuối như vậy khủng khiếp. Họ cũng đi chữa, họ cũng nói là bởi vì mình đau lòng quá nó thế. Tóm lại là phải mất bao nhiêu lâu tôi mới đáp được. Thưa bà, thì ban nãy bà có nói là tưởng đi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, thì bà có cái kinh nghiệm gì trong quá khứ mà bà lại nghĩ như vậy? Là bởi vì từ Bắc vào Nam á, thì năm 1954 là đi vào Nam, mà cho đến khi mà Cộng sản nó vào mình đã có bao giờ được về miền Bắc để mà gặp lại đâu, bởi vì những cái kinh hoàng mà nó gây ra cho người ta. Sự cái cuộc sống ở một 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 cái dưới cái chế độ Cộng sản á, nó không có luật pháp, chỗ địa phương này thì nó đối tốt với người ta, chỗ địa phương kia thì nó nghĩa là khủng khiếp như quỷ sứ, thành thử ra vì những cái không thanh bình như vậy cho nên rằng không bao giờ nghĩ rằng có dịp để mà mình gặp lại những người thân yêu. Vâng. Vậy cái ngày bà đi rời khỏi Sài Gòn, bà còn nhớ ngày nào, và ngày nào đến Guam bà còn nhớ không? À, đi thì Sài Gòn thì không bao giờ quên, là bởi vì đó là ngày cuối cùng, tức là ngày 30 tháng 4. Còn đến Guam ngày nào quả tình tôi không nhớ tí nào, chỉ nhớ rằng nghĩa là khóc khóc đến nỗi mà chỉ biết là khóc mà đau đớn cái độ không có muốn nào tả xiết, là vì cái trước hết là cái tình cảm gia đình thấy dứt ra, nghĩa là gọi là bỗng dưng mà mất hết, ngoài cái gia đình riêng tư mình bỗng dưng mất hết một lần rồi, là dân bôi miên từ Nha Trang vào Sài Gòn rồi, bây giờ là không còn cái gì của cải để mà tiếc, nhưng mà là những người thân yêu và nhất là người xa tổ quốc nữa. Thật sự mà đi như vậy tôi đâu có biết là đi đâu đâu, lên trèo lên tàu là chỉ biết đi là đi, không hề biết là đi đâu, rồi khi mà Mỹ nó đưa đi cũng chẳng có biết là đi đâu, đại khái nó như vậy. Cho nên là thấy mình bây giờ mình không có không 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 biết là phải có một cái tương lai như thế nào, hay là kể như là đó là cái lần vĩnh biệt những cái người thân yêu,
cho nên đau lớn lắm, nhất là cái lúc mà đến cái suy bích thằng à, thì thay thay tàu thì phải thay tàu xong rồi để lại những cái tàu lại, người ta bắt đầu xóa hình ảnh những cái cờ Việt Nam Cộng Hòa đi và người ta chào chào cờ lần chót, hạ cờ đó, ai cũng khóc, ai cũng khóc. Trên cái chiếc tàu đó là quãng bao nhiêu người? Không nhớ được, không nhớ được. Tôi chỉ nhớ rằng những cái người mà họ có cái quyền hành đối với cái tàu đó thì gia đình họ mang đầy đủ lắm, cả chó cũng mang theo, trong khi tụi tôi thì không có cái gì cả. Đi với cái gia đình anh chị bạn thì anh ấy cũng như anh tôi bị kẹt lại ở dưới, thành thử là chị với mấy đứa con là với gia đình tôi cứ cứ gọi là túm lấy nhau để mà lo cho nhau. Thì bà ấy cứ thấy tôi ngồi khóc tối ngày thì bà cứ bồng tay bồng đứa con nhỏ rồi đi xin nước mắm á, để về một cái là lấy chén nước mắm để chấm cơm nắm với nhau ăn, khái như vậy. Thế bà có nhớ là bà ở Guam bao lâu không ạ? Tôi chỉ nhớ thì không nhớ, nhưng mà tôi xem cái document mà nhà tôi ghi lại đó thì đến Guam năm 75. Tháng 4 năm 75, đến tháng 5 năm 75 thì đến tháng 6 thì đi về trại ở Pennsylvania, trại Indian Thao Ghép ở Pennsylvania. Bà còn nhớ gì về đời sống ở đảo Guam không? Tôi đã nói là tôi chỉ khóc thôi, cho nên là người ta sống thì nó rất là xô bồ, nhưng mà mỗi người ở trong trại, ở trong những cái lều đó, là đôi khi tôi cũng cố gắng để mà đi ra ngoài, thèm rau quá đi ra ngoài bảo con nó đi lấy những cái lá trùng bao về và vò, rồi lấy cái thịt hộp để nấu canh ăn, rồi đồng thời rõ là một cái trại tị nạn, nhưng mà vì có Mỹ họ giữ cái an toàn cho nên cũng không có những cái gì gọi là nguy hiểm về đời sống. Thưa bà, khi mà từ Guam vào đến trại ở Pennsylvania đó thì bà ở bao lâu trước khi bà đi ra ngoài ạ? Tôi nhớ là ở khoảng từ tháng 5 rồi đến tháng 6 thì về Pennsylvania. Thì trong Pennsylvania đó là chúng tôi ở khoảng 2 tháng. Bởi vì tháng 8 thì được đón ra. Tôi nhớ là may mắn là đón ra trước để kịp thời cho các con tôi nó đi học. Thưa bà, ai đón bà ra? Gia đình gia đình tôi được một nhà thờ River Road Baptist Church ở Richmond, Virginia bảo trợ đón về đấy. Thì họ là có cả một cái committee để lo cho những người tị nạn mà họ đón. Thì gia đình nhà tôi được họ đón về, thì về đến nơi một cái họ đưa chúng tôi về, thì chúng tôi rất lấy làm ngạc nhiên là có lẽ là họ đã đọc sơ những cái về mình, và họ đã đọc sơ những cái văn hóa về mình, là ở bên đó thì mình cứ trọng về văn hóa, cho nên họ đối xử rất là, con người của họ rất là tốt, thuần hậu và lịch sự, có thể nói là lịch sự đến mức tối đa. Một cái committee cho lo cho nhà tôi là xem nào, những cái gồm có bác sĩ lo về mắt, nha sĩ về răng, bác sĩ lo người lớn, bác sĩ lo cho trẻ con, là đi khám bệnh rồi check up rồi lo đủ thứ. Rồi hai vợ chồng ông bà nha sĩ thì chuyên về việc cứ mỗi tuần để đưa gia đình tụi tôi đưa tôi đi chợ một lần đó, để đưa về cái apartment. Thì tôi rất lấy làm ngạc nhiên là vì khu đó là một cái khu rất là lịch sự, là vì họ nói rằng để cho con cái có cái khu trường học tốt, vào một cái thì chỉ có hai phòng ngủ thôi, nhưng mà họ organize hay lắm, có cái bà gọi internal design là cũng thuộc trong nhà thờ đó, họ xin những cái đồ cũ thôi nhưng mà họ xếp khéo đến cái độ mình không care cũ hay mới, nhưng mà nó bắt mắt và rất là thích. Yeah. Rất là thích. Vâng, thành thử ra nhất là vào trong bếp, mở tủ bếp ra thấy cái thớt nè, cái rau phay nè, rồi nồi niêu, rồi lại còn có cái chai nước mắm nữa. Một cái điều mà shocking là bởi ủa, tại sao họ biết mình dùng cái này? Đại khái nó như vậy. Họ hay ở cái chỗ này nè, họ tìm hiểu về mình khi họ đón mình. Chứ không phải là mình như là mình nghĩ lại cái thời gian mình đón người tị nạn cho họ cái gì đâu. Chỉ như là cái thảy vào đấy thôi. Đằng này họ organize, họ lo từ sức khỏe đến cái vấn đề tìm trường học tốt cho con, đến cái vấn đề nghĩa là mở tủ nào thì cũng có quần áo cho vợ, cho chồng, cho con cái.
Tóm lại là họ có cái chuẩn bị. Và cái đó là beyond cái expectation của mình. Ngoài cái sự gọi là mong chờ của mình. Và nó lại làm cho mình không có ngại ngùng nữa. Còn trước lúc ban đầu thì quả tình là khi chưa có sponsor là lo đủ mọi thứ. Lo đủ mọi thứ là vì một cái nước mới. Mình đương nhiên đi học thì mình cũng học tiếng Anh, nhưng mà là bao nhiêu? Bây giờ cái chuyên môn của mình thì làm sao mà có thể sử dụng được ở một cái nước mới như thế này? Thành thử ra có thể nói là lo rất là nhiều. Nhưng mà vì cái welcome của họ, cái sự quan tâm khi họ đón mình về đây, trước khi họ đón mình về đây và nhìn vào một cái apartment như vậy, cứ tưởng như nhà của mình, thành là mình cảm thấy nó feel like home rồi, gần như là feel at home. Mặc dù là chưa hẳn như vậy nhưng mà thấy yên tâm và không có cái sự sợ hãi. Nhất là về vấn đề trường học. Thưa bà, còn công an việc làm thì sao sao ạ? Ban đầu ấy thì ở nhà thờ đó lớn lắm, nó giàu thứ nhì của Richmond đó. Thành thử ra họ thì họ không có biết rằng, họ cũng biết rằng cái khả năng về mới khó mà adapt vào cái đất mới nếu thầy mình ra đi làm ngay. Cho nên ban đầu họ để nhà tôi đến làm giúp việc ở nhà thờ, thí dụ như phụ với ông này làm thợ sơn hay là cái kia làm này kia đó. Và đồng thời nhà thờ vẫn cứ support bằng cách rằng hàng tuần họ chở tụi tôi đi chợ, họ trả tiền và trả tiền apartment này kia. Nhưng mà tôi thì hai vợ chồng xưa nay là tự lập quen rồi, từ cái nghèo cũng quen rồi. Thành thử ra tụi tôi nhất định là có một cái phấn đấu ở chỗ là thôi bây giờ mình phải tìm cách để mà mình tự chuyển, gọi là tự lập thôi. Là tôi bắt đầu tìm chỗ đi làm. Thì nghe nói rằng đi làm cái việc đầu tiên mà mình muốn nói tiếng Anh cho mau thì mình phải đi học, đi làm chỗ bán đồ ăn. Hơn nữa đó là nếu mà muốn được tiếp nhiều thì nên làm ở restaurant của tàu. Vì thế cho nên đó, là tôi nói với họ thì họ tốt như thế này. Họ tốt như thế này là cái ông gọi là ông doctor pastor, họ có hai pastor, cái ông thứ nhì, pastor thứ nhì, họ lo cái phương tiện di chuyển hàng ngày chở tôi đi làm. Thì việc đầu tiên là tôi làm ở tiệm ăn tàu, nhưng mà không bao giờ tôi quên cái kỷ niệm đầu tiên, là bởi vì dù sao á, mình đã được ở trong một cái nước nó có một cái thành kiến là những cái việc mà labor job á, là để cho những cái người gọi là người ta không có đủ về vấn đề này vấn đề kia người ta mới làm. Cho nên lần đầu tiên họ bảo tôi là bây giờ ok, mày mang cái khay này ra, mày đưa cho khách hàng. Thì tôi cầm cái khay đồ ăn ra, tự nhiên vừa mới bắt đầu bước đầu tiên một cái tôi khóc bật khóc, mà khóc vô duyên đến cái độ mà khóc nức khóc nở, khóc không tiến đi được một bước nào. Thì ông manager đó, ông vội vàng ra, ông cầm cái khay đó, ông đưa ra khách, rồi ông dỗ dành tôi mãi. Xong rồi về sau ông mới bảo rằng đừng có suy nghĩ gì nhiều, thế là cứ nghỉ ngơi đi. Thế rằng tôi tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng quá mới xin nghỉ mấy ngày rồi lại đi làm trở lại. Thì ông ấy chắc là ông cũng nghĩ rằng mình chưa có adapt nổi đâu. Ông ấy dỗ dành bảo thôi bây giờ ở đây là những người cook người ta và những người waiter họ có đồ ăn riêng thôi, họ chỉ được ăn những cái này. Còn bà thì bây giờ bà muốn ăn cái gì thì bà ăn, tất cả cái menu này muốn order cái gì thì order đó. Thì tôi cũng ngây ngô ghê lắm. Đến bữa ăn cái vào tôi order, tôi thì thích bít tết vô cùng, chỉ có bít tết thôi, vào tôi order bít tết. Thế cái thằng Cúc nó bảo bây giờ giấy order đâu, bảo, mày order cho ai, bảo, cho tao. Trời, chúng nó cười cứ rầm rĩ ở trong bếp. Nó cười nó bảo mày đâu stress, mày ăn cái này, bảo chứ sao, tao ăn cái này, tao thích cái này. Ôi giời, chúng nó cười nó không làm. Thế là nó bảo này chứ, mày á là waitress mà chỉ được ăn cái này thôi, còn không bao giờ được ăn cái này. Trời, lại khóc, đứng lại khóc ngon lành, buồn cười, sao lại ngây ngô đến như vậy. Thì cái ông manager ông thấy tôi khóc, thế ông vội vàng chạy ra, ông mới nói xích xa xích xô cái gì đó. Thì bảo mày cứ việc order nó nấu. Thế là nhất định bỏ ngay lập tức, không ăn và xin phép đi về ngay. Về tủi thân quá khóc, xong về sau tôi mới ở nhà mới chợt nghĩ là tại sao mình lại có thể
để những cái việc đó trong đầu, là vì trước khi đến Mỹ mình đâu có biết là mình được quyền ở đây, mà đến Mỹ, đến trại trại của Mỹ rồi thì mới hứa rằng ra mà đi vặt đầu tôm như người ta nói thì cũng làm, mà hay đi hái nho cũng làm, mà bây giờ mình đâu đến nỗi nào. Hơn nữa đó là mình không phải là nô lệ quá hết, mình có mục đích của mình kiếm tiền để mà nuôi con, thế thôi. Tại sao mình cảm thấy thế? Thế là từ đó rồi đi tôi có vẻ tự tin hơn. Nhưng mà lần này không làm cho tiệm tàu nữa, là vì họ quá giống mình, khó mà gột rửa được những cái tư tưởng cổ điển trong đầu. Và tôi xin đi làm ở một cái restaurant của Mỹ. Đó, mà làm của Mỹ lại được người ta bầu là waitress of the month mới buồn cười chứ. Họ để cái thúng này này, ai ăn vào là họ cứ để phiếu để bầu. Rồi cũng gắn hoa, cũng ấy, nghĩ lại bây giờ là một cái kỷ niệm rất là buồn cười. Ở chỗ là khó adapt lắm, nhưng mà phải chấp nhận. Cái kinh nghiệm là phải chấp nhận. Thưa bà có thể chia sẻ vì sao mà bà lại cảm thấy, nghĩa là buồn đến độ mà phát khóc khi mà họ trao cho bà cái khay đầu tiên để mà bắt đầu cuộc đời của người waitress đầu tiên? Bà có thể share cái gì ở trong đầu bà để khiến cho bà phải bật khóc như vậy? Có lẽ là cái phản ứng nó quá tự nhiên, thì vì từ xưa đến nay á, thì dù là mình là một cái bình thường, cuộc sống bình thường thôi, nhưng cũng có người giúp việc, và cái việc làm đó là có người làm của mình. Đó, nó quen rồi, họ dọn lên cho mình ăn, họ dẹp đi này kia cái nọ. Bây giờ bỗng dưng mình ở cái position đó, mình không nghĩ xa hơn, cho nên là cái cả phản ứng tự nhiên đó là tủi thân, là khóc nức nở vậy đó. Khóc mà khóc không thể ngừng được mới kỳ cục chứ. Vâng, thế nhưng mà về sau á, cái đổi đời nó khó. Nó đổi đời, nó khó, nhưng mà về sau mình phải suy nghĩ kỹ là tại sao mình ở đây, mình đến đây để làm gì, và cái phương tiện để cho mình đạt được cái ước mong của mình phải trải qua và mình phải chấp nhận. Đó, từ cái suy nghĩ kỹ càng thì tôi chấp nhận mọi chuyện dễ dàng lắm. Thế bà thì cuộc đời waitress của bà nó dài bao lâu và những cái gì xảy ra sau đó? À, thế này, là vì không phải làm waitress một mình, là vì hồi đó đó thì như tôi để ở trong đó là tôi có dạy về ESL. Là cái ban đầu đến thì tôi chỉ đến trường với cái mục đích là để giúp các con thôi. Xong về sau học trò mà đến là refugee đến quá đông, thành thử ra là tôi lại cũng dạy luôn cho họ dùng thôi. Ban đầu là chỉ dạy dùng thôi, nhưng mà về sau á là không ngờ là người ta, cái bà superintendent bà ấy đã xuống, bà ấy lặng lẽ bà ấy quan sát tôi trong cả một tháng rồi, và bà ấy đề nghị là mời tôi dạy cho họ. Thì ban đầu á, thì tôi sợ quá, là bởi vì mình đến trường vừa giúp con vừa học nữa, nhưng mà trong cái thời gian mấy tháng ở trại tị nạn mà bên Mỹ này rồi á, Pennsylvania đó, thì tôi bung ra, tôi volunteer để làm ở cái recreation center của Red Cross. Thì tôi vừa giúp họ mà vừa học hỏi nữa, và tôi cứ nói bừa đi. Tôi thí dụ như nói họ hiểu, tôi nói lại cho đến khi họ hiểu thì thôi. Cho đến khi mà thí dụ như cái nào mà họ không hiểu quá, tôi bảo họ dạy tôi, viết xuống để tôi hiểu cái đó, và họ dạy tôi cách cái pronunciation. Thì đến khi đi làm cũng thế, tôi vừa học để vừa giúp mà vừa học nữa, thì tôi sợ tôi từ chối, mà họ thì cứ nghĩa là hồi đó có thể nói là họ rất cần, là vì trẻ con đến đông quá mà họ không cách nào làm cho trẻ con hiểu được bài hết. Thì họ cứ đề nghị, thì hồi đó là cái đầu óc Việt Nam vẫn cứ còn, cứ tưởng rằng thì là nhà thờ họ đến họ năn nỉ đằng kia để mà muốn mình chăng. Thành ra tôi lại tự ái nữa, nhất định không nhận. Thế xong về sau tôi bảo là tôi mới hỏi ở nhà thờ, tôi bảo có phải họ đến để họ nhờ như vậy không? Họ bảo không có chuyện đó. Xong rồi họ nói với đằng kia, thì họ kia đằng kia cái bà confirm với tôi. Bà ấy bảo là ở nước Mỹ này á, nếu mà không có khả năng thì họ không muốn. Mà họ trước khi họ đề nghị tôi thì họ đã quan sát rất lâu rồi, và họ thấy là tôi có khả năng dạy học, và bây giờ họ rất là cần, thì mướn tôi để tôi dạy cho 6 trường. Thế tôi bảo làm sao tôi đi được 6 trường, thì họ cho xe bus để chở các em học trò Việt Nam đến cái home school của tôi, để ở chỗ các con tôi học, đây là địa điểm chính. Thì tôi cũng không nhận. Về sau ba cái lady ở nhà thờ mới hứa với tôi là trong những cái ngày dạy về Anh văn họ sẽ có mặt để dạy đọc. Đó, còn tôi thì take care những cái chuyện dịch cho chúng nó hiểu, giảng cho chúng nó hiểu. Còn thì họ dịch, họ đọc cho, họ dạy cái pronunciation cho. Thì lúc bây giờ tôi mới nhận.
Thì trong khi đi làm như vậy thì tôi được dạy khoảng 30 giờ đồng hồ một tuần. Đó thì nhà tôi thì cũng được mời dạy thì trường xa cho nên chỉ có 18 giờ một tuần thôi. Thì làm sao đủ mà nhất định tôi muốn là tự lập chứ không muốn nhờ không phiền nhà thờ đưa đi chợ nữa. Thành thử ra buổi tối tôi phải đi làm thêm. Đó là làm waitress. Đó. Thì ở Virginia như vậy thì độ khoảng hơn 2 năm. Lý do hơn 2 năm là như thế này. Thì ban ngày thì tôi đi làm ở trường học, rồi buổi tối làm waitress. Có cái buồn cười là ở nhà trường họ biết là tôi làm waitress á, họ rủ nhau đến ăn để ủng hộ, là vì cho tiền tip mà. Ban đầu tôi không dám lấy tip nữa. Cái khi ở bên tiệm tàu ra một cái thì tôi vẫn còn mặc cảm cũng khá nhiều. Nhưng mà về sau tôi thấy quanh tôi tụi sinh viên không à. Thành thử ra hơn nữa là họ mới giải thích là bên đây không có cái nghề nào là bếp, trừ trường hợp là mình làm tội ác thôi. Thành thử ra, nhưng mà vẫn còn ngượng lắm. Khách đưa tiền tip cái tôi rụt tay và không dám lấy. Họ để đấy xong cái bà manager bà ấy cứ ra là bà ấy lấy bà ấy để vào một cái hộp ạ. Xong đến trước khi tôi về thì bà ấy đưa cho tôi. Để khái nó mắc cỡ hại còn. Nhưng mà hễ mà nhìn thấy các người dạy học cùng trường mà đến một cái á, tôi sợ quá, tại vì khi mà làm waitress thì họ cứ chia cái section. Mỗi người một section bao nhiêu bàn chẳng hạn. Thế còn thì đại khái nó như vậy. Thế thì họ mà cứ đến tôi thấy họ vào cái là tôi trốn không có ra. Thành thử ra khi đến nơi họ cứ bảo lạ quá. Tôi đến mà chả bao giờ gặp mày là sao? Thế tôi không ngượng ngùng á. Đó thì bắt đầu ở đấy năm đầu xong bắt đầu con đi học và có làm được rồi thì tôi lại bắt đầu ghi tên đi học. Đó, thì trong khi đó thì tưởng là cuộc sống bình an rồi, tại vì tưởng là thế, là vì như thế này, ở trường họ nói là bây giờ nếu mà bà đi học thì bà coi như bây giờ một chân ở trong cái ngưỡng cửa của Department Education of Department rồi. Thì bây giờ bà mà lên một cái xong một cái á thì automatic bà được nhận làm chính ngạch ngay lập tức đó, mà lại còn trace back từ cái ngày bà bắt đầu bà làm, thành thử ra bà được nhiều cái lợi điểm. Thế ở đây á thì chúng tôi đi mướn người là phải mời vào để interview chọn lựa rồi mới mướn, nhưng mà bà thì chúng tôi mời như thế này là chúng tôi cũng biết này đại khái như vậy đó. Thì tôi ghi tên đi học. Nhưng mà đồng thời cái thời gian đó thì nhà tôi lại được một người bạn đưa cho quyển báo Tiền Phong. Nói là có một người bạn là đang đăng tin tìm nhà tôi. Đến khi mà nhà tôi liên lạc thì tìm nhìn tên thì hóa ra là cái người bạn làm ở cái khi nhà tôi còn trong nhà mình. Anh ta là bạn trẻ, thành thử ra là tìm đến thì anh mới nói là bây giờ ông bà ở đây là tiếng Mỹ không phải là tiếng mẹ đẻ, làm sao mình dạy người ta. Thứ hai nữa là cái tình trạng học trò vào nó ngồi để chân lên bàn, ông bà chịu được không? Ở Việt Nam là vào lớp học trò đứng lên chào thầy, ở đây làm gì có chuyện đó. Nghĩa là thành thử ra là nên đi tìm một cái nghề nó thích hợp với mình. Thích hợp bây giờ là cái gì? Mình thoải mái mình làm được và đồng thời mình kiếm được nhiều tiền nuôi con. Đó thì mới match cho cái chương trình CETA ở trên Chicago. Họ có cái chương trình CETA. Thế là nhà tôi mới suy tính lui rồi đồng ý lên đó. Lên đó thì tôi đề nghị là thôi bây giờ em đang đi học, cũng đang đi làm vững ở đây thì giờ anh lên trước để học xong đâu đấy rồi thì là sau rồi mình đi, thì nhà tôi không chịu. Nói là bây giờ hai vợ chồng đã đưa nhau đến nửa trái đất rồi thì không bây giờ chồng đâu vợ đấy, chứ không thể nào mà mỗi người một nơi được. Thế là tôi đành bỏ cái ngành đang dạy mà phải bỏ. Để đi theo nhà tôi lên Chicago. Đó là ở Richmond hơn 2 năm. Lên Chicago thì tụi tôi theo cái chương trình CETA để học cái ở trường Coy American Institute. Thì đó là một cái trường hơn 200 năm, nó có tiếng là good credit. Là họ bắt đầu họ dạy về những cái technique chuyên môn mới nhất để mà cho người ta ra là người ta có job. Thì tôi học ở đấy với nhà tôi luôn, học cái 1200 giờ trên đó với nhà tôi. Sau đâu đó thì chúng tôi bắt đầu ngừng để mà học xong một cái thì bắt đầu đi xin job. Hồi đầu là tính xuống California là vì đông bạn bè rồi nắng ấm, nhưng rồi trong đường đi lên đến Houston để mà trở về dọn nhà thì đến thăm người bạn ở đây, và người bạn ở đây đã hết sức thuyết phục chúng tôi ở lại Houston này. Và từ đó thì ở đây luôn là 30 mấy năm.
Thưa bà, như vậy là bà có 5 người con rồi, cái những người con đó trình độ học vấn tới đâu và họ đang làm cái gì ạ? Dạ, sang đây thì có thể nói hai vợ chồng chúng tôi sống rất là tiện tại, là bởi vì khi mà chúng tôi đang ở Richmond thì có sự giúp đỡ của nhà thờ ở một nơi thật là tốt, rồi đi làm cũng được, nhưng mà vì nghĩ rằng ở đấy thì mãi mãi tiền nó cũng chỉ bình thường thôi, mà khi mà con tôi lớn tất nhiên là cần nhiều tiền hơn đó, cho nên mới đổi nghề. Nhưng mà khi lên trên Chicago rồi á, thì tụi tôi 5 đứa con, hai vợ chồng là 7, không thể nào mà ở một cái apartment nào mà gọi là 2-3 phòng ngủ được, vì tiền không có. Nhà thờ có trả lại cho mấy ngàn nhưng mà đều không đủ, thành thử ra chúng tôi phải, bạn tôi phải nói dối là nhà có 2 đứa con cho nên thuê có nhà có 1 phòng ngủ thôi. Thì chúng tôi sống rất là khổ ở cái chỗ rằng thì là mình chọn cái khổ thôi, là vì với cái số tiền đó mình có thể ở nhà 2 phòng ngủ ở một cái khu apartment khác, khu khác, nhưng mà vì muốn có trường tốt cho con cho nên chúng tôi nhất định ở cái chỗ đó để chọn cái trường tốt cho con. Thì 1 phòng ngủ là khi đi thì nhà thờ tặng mỗi người một cái sleeping bag. Thì cứ ban ngày á là chúng tôi không có đồ đạc, cứ ban ngày thì ban đêm thì giải sleeping bag ra ngủ, ban ngày thì cuộn lại, thế thôi. Là cứ muốn cho người ta không có biết được mình có bao nhiêu con, thì họ á cứ buổi sáng sớm là đã đẩy con đi ra xe bus để chờ ngoài đó rồi, rồi tối thui mới cho các con đi về đó, đại khái. Rồi cuối tuần thì chắc cho các con đi chơi ở park đó, và là đại khái là mình rồi đi chơi ở park, thăm museum, hoặc là ngày nghỉ có thể cho đi xa, tóm lại là cho các con hưởng những cái thoải mái trong tầm tay như vậy. Thì về đến Houston á thì chúng tôi cũng tiếp tục cho các con đi học tiếp chứ không bắt chúng nó đi làm, và cuối cùng thì các cháu là đều là có trình độ đại học hết. Vâng, và cháu một cháu thì bây giờ làm, hai cháu thì là engineer, một cháu thì pharmacist, và một cháu nữa thì làm doctor. Dạ. Vâng, thưa bà, như vậy nhìn lại cái quãng đời như vậy, nghĩa là một người sống bằng nhiều cuộc đời như thế, bà cảm thấy là cái, bà rút tỉa được cái kinh nghiệm gì trong một câu ngắn gọn để bà có thể nói lại cho những người nghe cái cuộc phỏng vấn này được hiểu biết thêm ạ? Vâng, thì chỉ là thế này, khi mà chúng tôi đi ra khỏi nước Việt Nam thì trong đầu óc hoàn toàn là vu vơ, không biết là mình sẽ đi về đâu và không biết cuộc sống như thế nào để mà chuẩn bị tinh thần. Nhưng mà những cái người mà về những cái thế hệ sau này mà họ đến đây, tất nhiên họ đã biết là họ đến đâu. Thì đây là một trong những cái nước mà cái gì cũng hơn hẳn các nước khác và không đâu bằng. Nó là một golden land của tuổi trẻ đến đây để mà xây dựng tương lai. Thì tôi thì trong tư cách là một người là phụ huynh, là cha mẹ, nếu mà mình cái cuộc đời của mình không đạt được cái gì mong muốn thì mình hãy dồn nỗ lực để mình khuyến khích con em mình đạt đến những cái mình có mong muốn. Và với tôi thì trước hết là tuổi trẻ nên có một cái goal của mình, cái mục đích mà mình muốn đạt tới, và bằng mọi cách. Khi đạt tới đó không phải là dễ dàng, nhưng mà phải có trải qua nhiều cái sự cố gắng, chấp nhận và đừng có mặc cảm để mà vươn lên. Dạ. Thưa bà, thì thay mặt Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Việt, chúng tôi chân thành cảm ơn bà đã dành thời giờ để đến đây mở hết những cái nỗi niềm của cuộc đời ra để và chia sẻ với những giới trẻ và những dân tộc khác để biết được cái cuộc di cư vĩ đại của người Mỹ gốc Việt đến đây như thế nào và chúng ta đã phải đổi đời ra sao. Chúng tôi một lần nữa xin chân thành cảm ơn bạn. Vâng, xin cảm ơn hội đã cho chúng tôi có cái dịp đến đây để chia sẻ. Đây chỉ là một trong những biết bao nhiêu câu chuyện mà tiếc rằng chi tiết thì nhiều lắm, nhưng mà trong nhất thời chúng tôi chỉ có thể nhớ được như vậy. Thì xin chia sẻ là như vậy. Và tất cả cái lòng cảm mến xin dành cho những cái việc làm đặc biệt này của hội. Vâng, xin cảm ơn.